cô chú cứ có xe biển số cứ sang bên Ami mua biển. Đi đâu đấy em? Em ra đây. Sao mấy em cháu đi tập đồng bào đình nhỉ? Bà Na, có cháu người bạn nè. Cháu ơi. Chào cô đây. Chắc cháu biết nói tiếng Kinh cô, không? Cháu to nào. Chào cô. Bánh. Ok. Con chim cô. Này con chim cô. Anh đâu? Này. Con chim cô đi. Trời. Anh mẹ không? Anh đi không sao đâu. Anh không? Đây mẹ này. Cô là cô giáo ấy. Hết. Sau này các con giới thiệu là có cô giáo Thảo đến đây tặng các con bánh chào nhá. Chào cô giáo Thảo. Cô. Chào cô Thảo. Đúng rồi, cháu chào cô Thảo là hai tay. Chào cô Thảo. Đúng rồi, đừng quay đây, quay đây. Là hai ba. Cháu chào nào. Hai ba. Các nhìn xuống kìa. Hai ba. Cháu. Cháu nào. Cháu. Chào. Cháu. Thảo, okay, ghê lắm, ghê. Ai ba, đặt tay vào đây. Đặt tay. Ai ba, ghê. Rồi, bye bye. Ok. Anh em nhìn này, đây là một đĩa lá này. To đùng đúng không? Rất nhiều loại lá, trong này có thể rơi tầm 4-50 loại lá khác nhau. Và bây giờ mình đã gom sang đây. Đấy, từng loại lá một, lấy những cái nhành non nhất, ngon nhất. Và chuẩn bị là làm món gỏi lá của người Ba Na ở tại Phan Tum, và chỉ một miếng thịt nhỏ thôi. Cái này ăn lá là chính chứ thịt không đáng, không tính gì, rất là ít thôi. Đấy, cho một quả ớt vào này. Thật sự mà nói là quá cay luôn, mình ăn ớt cay thật sự. Muối này, tiêu này. Đấy. Và tiếp theo là đây, cả cái này nữa. Bì này. Đấy. Xong là cả đây là ba chỉ. Đấy, cả con tôm nữa. Tôm này là tôm gọi là xịn sò luôn. Cả đây là trao chẻo ra đây này. Đấy. Ngon lắm anh em. Chất lượng luôn. Anh cho em thêm cái lá đây để cuốn vào đây. Đấy, đây là cuốn đây. Một chút thì. Chụp lại. Đấy, cuốn vào nhá. Đấy. Phát này là phát người ta gọi là ngập đây này. Đây, cần thêm tí này nữa cho nó ngậy mùi. Đây là gỏi lá. Rất ngon. Mình chưa cắn được quả ớt đâu. Chưa cắn được quả ớt trong này kìa. Rồi, mình chưa cắn được quả ớt rồi. Ủa, cực kỳ cay luôn, ớt màu xanh em ạ. Anh em nào ở vùng Tây Nguyên mà biết được quả ớt này không? Siêu cay luôn. Cắn ớt rồi. Cắn ớt rồi. Rất cay luôn. Cô chú cứ có xe biển số cứ sang bên Ami mua biển. Đang ăn cũng nói về biển hả con? Biển số đẹp hả? Ok.